đồng bào trong nước, các anh chị em hy vọng là đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến đấu này. Vì cuộc chiến đấu này là không phải cho một cá nhân nào, mà chúng ta đang giành lại đất nước, giành lại một dân tộc, giành lại cuộc sống còn cho con cháu của chúng ta ngày hôm nay và cho đời sau nữa. Thành ra mọi người chúng ta phải thật sự mạnh mẽ lên. Một lần nữa xin chào các anh chị em. Thì hôm nay là mình nói về lập nhóm đi nha. Rất rất là có nhiều bạn kêu gọi là lập nhóm đó. Bây giờ mình nói một cái phần nào đó. Lập nhóm xong rồi mình sẽ nói là mình phải giữ bí mật trong cái nhóm mình như thế nào. Bởi vì hiện tại bây giờ á, là tụi tình báo Hoa Nam Trung Quốc và Cộng sản Việt Nam, nhà cầm quyền Việt Nam đó, tung ra rất rất là nhiều nhân lực của cái bọn tụi nó đó để trà trộn vô đoàn người của dân của chúng ta, và nó sẽ cài người. Mà cộng sản giỏi nhất là cái gì? Là cài người đó. Thành ra chúng ta phải rất rất là cẩn thận, chỉ có trong nhóm chúng ta biết được là ai với ai, và chúng ta phải thật sự tin tưởng nhau để mà lập lên một cái trang lịch sử mới cho dân tộc Việt Nam. Là bây giờ là cuộc sống còn của dân tộc, không có phải nói là hôm nay làm không được thì ngày mai làm đâu. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, thời gian đã không có chờ đợi chúng ta nữa. Chúng ta đã bỏ qua rất là nhiều thời gian rồi, chúng ta đã phí rất là nhiều thời gian để mà để cho một cái tập đoàn bán nước hại dân, Đảng Cộng sản Việt Nam tới ngày hôm nay rồi. Là chúng ta đã quá nhịn nhục rất là nhiều năm rồi, thành ra ngày hôm nay chúng ta không còn thời gian nữa. Chúng ta phải thật sự mạnh mẽ lên. Và mỗi nhóm thì chúng ta phải lập ra những cái nhóm họ, nhóm trưởng, nhóm phó, và chúng ta phải là một những người công nhân phải có trách nhiệm với cái nhóm của mình và bảo vệ nhóm của mình, và phải hợp tác thật là chặt chẽ với nhau. Đây là cuộc sống còn, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Mình đã nói rất là nhiều lần như vậy. Nếu mà những ai còn thờ ơ nữa thì chúng ta phải phát ra những cái truyền đơn đi. Bây giờ thường mà mình phải phát ra nhiều truyền đơn hơn nữa để mà kêu gọi sinh viên, công nhân và những cái gia đình nào mà còn thờ ơ với đất nước nữa, mà họ đã ích kỷ để cho một số nhóm anh chị em nào đó giành lại đất nước, giành lại dân tộc cho họ, thì mình phải bắt họ phải nhập vô cái đoàn người của mình để mà mình có một cái sức mạnh thiệt là mạnh mẽ mới giành lại được đất nước. Bữa nay mình đặc biệt nói tới cái nhóm các bạn, các anh chị em nào ở miền Tây. Ở miền Tây thật ra hiện tại bây giờ các bạn rất là thờ ơ một cách nhạt nhào, rất là nhạt nhào luôn á. Không có cái gì nào gọi là đứng lên hết đó. Hiện tại bây giờ nhà máy Liên Minh đã bắt đầu xả thải ra rồi, ra sông Hậu. Mà nếu mà cái sông Hậu ở Tiền Giang mà nó bị phá hủy là toàn bộ dân miền Tây sẽ bị tiêu diệt đó. Bằng cách là cái dòng sông nó sẽ không còn được trồng được những cái thứ gì nữa, mình không được xài được cái dòng sông đó nữa. Thì bà con miền Tây hãy lập tức nhập nhóm rất là đông, và tới ngay chỗ ngã sáu Châu Thành, Hậu Giang để mà có một cuộc biểu tình thật là mạnh mẽ vào ngày Chủ nhật này 12 cây tháng 3. Lặp lại là ở nhà máy Lee and Man đã bắt đầu xả thải ra sông Hậu, xả thải những cái chất độc ra, chất thải trong cái nhà máy đó ra sông Hậu rồi. Và ngã sáu Châu Thành, Hậu Giang cần rất là nhiều đồng bào ở miền Tây phải tới ngày 12 tháng 3, ngày Chủ nhật ngày 12 tháng 3, biểu tình thật là mạnh mẽ và càng đông càng tốt, là tại vì cái nhà máy đó phải phá sạch trước khi mà cái dòng sông Hậu bị tiêu diệt, bị tiêu hủy nha. Đó là cái nhóm đầu tiên mình muốn nhắc tới. Rất rất là nguy hiểm cho miền Nam của mình, đó là cái dòng sông Hậu. Bình Thuận, bạn nào ở Bình Thuận? Các bạn, các anh chị em nào ở Bình Thuận hãy comment CEO để cho mình lập nhóm, để cho các bạn liên lạc với các bạn lại với nhau. Mình bây giờ không có thể nào mà liên lạc hết tất cả 1.000 người được như vậy. Thì ra các bạn phải comment CEO là các bạn ở vùng nào ở Bình Thuận, để cho tất cả các anh chị em ở Bình Thuận liên lạc với nhau, để chúng ta có một cái nhóm thật là mạnh mẽ để đứng lên ở Bình Thuận. Bởi vì các anh chị em ở Bình Thuận đã lên tiếng rất là nhiều lần rồi mà chưa có thấy bạn nào lên tiếng nhiều hết trơn á. Tất cả các anh chị em ở Bình Thuận nha. Một chỗ nữa là bến xe miền Đông Sài Gòn. Các bạn nào ở bến xe miền Đông Sài Gòn, có một nhóm anh chị em đã lên tiếng là cần một cái nhóm rất là mạnh mẽ ở bến xe miền Đông Sài Gòn. Bạn nói là Nguyễn Chiến chuẩn bị rải truyền đơn hả? Một người không thể nào mà rải hết toàn quốc được. Mình là yêu cầu mọi người hãy cùng nhau rải truyền đơn ra toàn quốc. Không thể nào là một người làm hết chuyện được.
Ok, dân Đen Nguyễn là người ở Bình Thuận, bạn Hải liên lạc với tất cả các anh chị em ở Bình Thuận nha. Bình Thuận, Biên Hòa, có bạn nào ở Biên Hòa hay không? Ok, Nguyễn Phước, em ở miền Tây, em là người phát truyền đơn ở miền Tây nha, chưa tất cả đồng bào ở miền Tây phải ra ngoài nhà máy Lion Man ở ngã 6 Châu Thành, Hậu Giang, biểu tình ngày 12 tây tháng 3 thật là nhiều nha, em trách nhiệm của em là ở miền Tây rồi đó. Ở Kiên Giang, ai ở Kiên Giang, đồng bào ở Kiên Giang, các bạn nào ở Kiên Giang? Kiên Giang, Cần Thơ, Rạch Giá. Kiên Giang, Cần Thơ, Rạch Giá nha. Quốc Anh Dương, team của anh ở vùng nào anh phải lên tiếng là anh muốn lập nhóm, team ở đâu anh mới no, mọi người mới gom nhóm lại được. Kiên Giang, Cần Thơ, Rạch Giá, Mỹ Tho. Mình phải ghi xuống không không nhớ hết. Cần Thơ. Ok, Biên Hòa, Nguyễn Ngọc Long, bạn ở Biên Hòa thì bạn lập nhóm ở Biên Hòa nha, phải liên kết lại sau khi cái livestream này hay là trong cái livestream này, tất cả các anh chị em các bạn ở đâu muốn lập nhóm phải nói cho mọi người biết là mình đang ở đâu và ở gần vùng nào nhất để chúng ta lập nhóm, chúng ta cần rất rất là nhiều nhóm để mà chặn phá những cái con đường quốc lộ 1 đó. Chúng ta cần rất là nhiều nhân lực để cho đồng bào ở trong thành phố có thể biểu tình được an toàn hơn, thì đường quốc lộ 1 sẽ là con đường tránh để chúng ta phá đó. Bình Thạnh, cho Bình Thạnh thì mình có rất là nhiều bạn bè ở Bình Thạnh, nhưng mà bây giờ bạn nhắc lên thì mình nói là Bình Thạnh. Cần Đức, Long An, có ai hôm qua có nhiều bạn gọi hỏi vô rồi là Cần Đức, Long An, có ai ở Cần Đức, Long An? Ok, Iris Nguyễn, em ở Cần Đức phải không? Em liên lạc với các bạn nào mà ghi vô là ở Cần Đức, Long An nha. Ok, nếu mà mình lập nhóm, mình liên lạc với ai á, mình phải rất 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 là cẩn thận coi người đó là có phải công an mạng hay không, hay là được gài vô hay không. Việc cộng giỏi nhất là gài người. Thành ra chúng ta phải rất rất là chặt chẽ, rất là cẩn thận với nhau. Mình sẽ nói ra một cái này rất là đơn giản nè, bởi vì mình không thể nào mà tự làm cho một cái mật mã cho mỗi nhóm được, bởi vì nếu mà mình tung ra như vậy á, thì có thể là nó công an mạng hay là bất cứ người nào đó sẽ phá cái mật mã này và nó sẽ mỗi lần mà các bạn nhắn tin nhau á, như một cái nhóm nào đó phải lập ra một cái mật mã của mình đi, chẳng hạn một tuần có 7 ngày thì từ số 1 cho tới số 7 hoặc là 01, 07 hay bất cứ cái gì đó các bạn cứ tính như vậy đó, một tuần có 7 ngày thì có 7 số, rồi một tháng nó có 30 ngày thì mình có 30 số hoặc là 30 chữ cái A, B, C, D chẳng hạn như vậy, ba có 30 chữ cái. Một cái địa danh nào đó thì mình phải làm một cái mật mã là cái chữ cái đó là như thế nào, và giờ giấc mình có 24 tiếng đồng hồ thì những cái giờ giấc đó là những cái mật mã luôn. Các bạn chỉ cần viết mật mã thôi, chẳng hạn như thứ hai là 01 đi, rồi giờ giấc là 14 01 14, rồi cái địa danh đó là ABC hay là Bình Dương gì đó, thì mà là BD hay là cái bất cứ cái gì đó là những cái địa danh như vậy, mình làm cái mật mã riêng cho cái nhóm của mình. Không nên text với nhau á, không nên nhắn tin với nhau là viết ra một cái câu dài, ơi tôi gặp bạn ở đó, chúng ta phải làm cái này không, chúng ta chỉ viết ra mật mã thôi để khi mà lỡ có chuyện gì xảy ra thì nó xét cái điện thoại của bạn đó thì nó thấy những cái con số, những cái chữ thôi, nó không thể nào phá giải được cái mật mã đó. Mật mã đó chỉ có nhóm mình biết, không có ai biết ngoài nhóm của mình hết, và những cái mật mã đó là do mình lập ra, người khác không lập ra cho mình. Thành ra các bạn phải tự lập ra cái mật mã riêng cho mình, rồi mỗi lần mà mình hiểu được cái mật mã là cái người trong nhóm của mình đã gửi ra rồi thì mình chỉ bấm chữ ok hay là một cái thumbs up như vậy thôi, chứ không trả lời, không có nói nhiều được, không có nói nhiều nữa, mà mình chỉ làm mật mã. Các bạn đừng có lo là những ai dư luận viên vô chửi nha, một hồi nữa mình sẽ lóc lại hết những người đó rồi delete hết những cái message, cứ để cho nó chửi thoải mái đi, mình đừng có lo cái đó. Ok, cái đó là ở bây giờ hiện tại là mình cần người ở Kiên Giang, Cần Thơ, Rạch Giá, Mỹ Tho, Biên Hòa, Bình Thạnh, Cần Đức, Long An, Bến Xe miền Đông Sài Gòn. Các anh chị em nào ở Bến Xe miền Đông Sài Gòn?
Rồi một nhóm của mình nó phải chọn ra ba cái địa điểm để mình làm việc khác nhau. Chẳng hạn như mình nói là ok, bữa nay mình tới nhà thờ Đức Bà đi. Nhưng mà mình đổi là nhà thờ Đức Bà, nhưng mà cái nhà thờ Đức Bà là cái mật mã nó như thế nào? Rồi kế bên đó là đường Bùi Viện, Bùi Viện là cái mật mã nó số mấy để cho cái nhóm mình biết. Rồi cái đường Phạm Ngũ Lão là số mấy, nhưng mà mình chỉ post là mật mã mình nói ok, mình sẽ tới nhà thờ Đức Bà, nhưng mà thật ra mình tới đường Phạm Ngũ Lão hay là đường Bùi Viện. Chứ mình đừng có làm nữa, bây giờ là tụi cộng sản nó rất là, nó giờ cuối rồi, nó sắp chết rồi, nó chuẩn bị chui lại vô hang nó, mình phải đánh nó trở ngược lại hang. Tụi bóp chua cộng sản á, đánh cho con cháu gia đình nó phải chui lại vô hang, mình phải lấy lại dân tộc của mình và cho tụi nó chui lại vô hang. Thành ra đây là một cái cuộc sống còn. Cẩn thận một chút là tụi dư lượng viên nó lập trận phải không, nó là cái nhóm mà nó chui vô phải không, tụi này á, nó sẽ chui lại vô hang với cái đám bóp chua cộng sản. Thành ra chúng ta phải rất rất là cẩn thận, bởi vì rất là nhiều công an mạng và tụi dư luận viên nó trà trộn vô cái Facebook và nó sẽ làm cho chúng ta nghi ngờ lẫn nhau, rồi làm bất cứ cái gì đó. Thành ra các bạn phải rất rất là cẩn thận lập nhóm của mình nha. Ok, Bình Chánh, Bình Chánh có ai ở Bình Chánh hay không, các bạn comment vô là các bạn ở đâu đi, để cho mọi người liên lạc lại với nhau, các bạn tự động mà liên lạc với nhau. Chúng ta khi mà lập nhóm như vậy á, thì mình liên lạc chẳng hạn như ở Biên Hòa, gần kế bên Biên Hòa là cái chỗ nào, thì chúng ta liên lạc cái nhóm nó sát bên Biên Hòa, rồi những cái nhóm sát bên Biên Hòa là cái nhóm nào nữa, thì chúng ta lập nhóm đi. Thì ba cái nhóm này chia ra, nói là bạn đứng ở đầu này, tôi đứng ở đầu này, rồi chúng ta lập nhóm lại, hoặc là chúng ta di chuyển đó. Nếu mà cái địa hình mà mình đứng á, nó không có được an toàn lắm, thì mình tách ra chỗ khác, mình có ba cái location khác nhau để mình chọn lựa đi. Mình có A, B, C là A plan, B plan và C plan, thì mình phải có cái đó để mà mình chuyển hướng, chứ mình đừng có nhập vô một cái đó xong xuôi là tới đó là thất vọng, là không biết đi đường nào hết. Mình có rất là nhiều địa điểm khác nhau và mình rất là cần nhiều người bạn ở gần những cái con đường quốc lộ 1. Chúng ta cần 100 nhóm quốc lộ 1 đi, mỗi ngày có ít nhất là 10 nhóm đốt phá và chặn những cái con đường ở trên quốc lộ 1 mỗi ngày. Một tuần không đủ, chúng ta không còn thời gian nữa. Bình Thạnh, mà có người kêu đang kêu lên là Bình Thạnh. Ai là công nhân công ty Poyan quận Tân Bình Tân? Các bạn nào ở công nhân công ty Poyan ở quận Bình Tân? Mình cần bạn ở công ty Poyan ở quận Bình Tân để mà rải truyền đơn ở trong cái công ty đó nha. Công ty đó nghe nói tới 90.000 công nhân nữa phải không? Mình cần một một vài bạn ở trong cái công ty đó đặng rải truyền đơn trong cái công ty đó đi. Tình báo Hoa Nam giờ rất nhiều hả? Mọi người phải cẩn thận. Hệ bây giờ nói tới tình báo Hoa Nam mình mới sực nhớ lại. Đồng bào ở trong nước, những cái nhà hàng, những cái khách sạn nào mà có người Trung Quốc, Trung Cộng hiện tại bây giờ á, là mới nhập vô nước của mình á. Nếu mà tụi nó đi ăn hay là ở khách sạn hay là ở bất cứ gì, chúng ta không bán cho nó, đó là cách chúng ta, đó là cách chúng ta biểu tình, đó là cách chúng ta phản đối người Trung Quốc lấn chiếm nước Việt Nam. Chúng ta đừng có bán cái gì hết đó. Đốt xe hơi cũ hả? Chắc xe hơi cũ mọi người không làm đâu, mọi người Việt Nam mình làm gì có nhiều tiền để mà đốt xe hơi cũ. Đem những cái bánh xe, những cái cây gỗ, bất cứ cái gì ra đi, bơm xăng hay bất cứ cái gì á, chặn khô quốc lộ 1 ít nhất là 10 cái trạm khác nhau, để cho chúng nó phải tập trung lực lượng, như như là tản bớt lực lượng ra để mà giảm cái lực lượng ở trong những cái thành phố, để mà người dân chúng ta làm được rất là nhiều chuyện. Khi mà chúng ta tản ra như vậy, chúng ta không tập trung là một nơi, một cái địa điểm nào đó, làm bất cứ cái hình thức nào có thể áp dụng được, là làm bóng bóng bay, thả truyền đơn, hoặc là một nhóm bạn trẻ nào đó làm những cái truyền đơn bỏ lén như những cái trường học, rải ra những cái trường học cho những cái bạn trẻ ở trong các em sinh viên học sinh á, phải có trách nhiệm với cái tương lai của họ để mà gìn giữ đất nước nữa. Thì các bạn phải rải hết truyền đơn ra. Bánh xe hơi cũ, ok, bánh xe hơi cũ đốt ở ngoài quốc lộ 1, cái đó cũng là một ý kiến hay. Quận 12, các bạn nào ở quận 12, hôm nói tới quận 12 thì mình cần thêm mà các bạn ở quận 4 nữa nha. Quận 12, bạn nào ở quận 12 lập nhóm. Quận 4.
quận 4, quận 12, nói tới là lập nhóm với lại đánh du kích. Mình đã có trong tay một danh sách của mấy cái tụi mà hình sự Việt Nam đó, ngày hôm 5 tháng 3 đã đánh đồng bào của mình ở ngay tại trung tâm Sài Gòn. Mình đã có một danh sách đó rồi, một hồi nữa trong ngày hôm nay thôi, nếu mình đang gom thêm cái danh sách đó, mình sẽ post lên trên Facebook. Các anh chị em nào đánh du kích phải tiêu diệt những cái bọn này trước, bởi vì bọn này chính là bọn này đã đem giặc vô tới nhà và tiếp tay cho giặc đánh dân của mình và chiếm nước của mình nữa. Thành ra chúng ta phải cùng nhau đánh du kích bọn này, phải có hình luôn cả vợ con nó nữa. Các bạn phải nên nhớ là đánh giặc nội xâm khó hơn giặc ngoại xâm, bởi vì chúng là những cái người là trà trộn vô để mà đưa giặc ngoại xâm vô. Thành ra mình phải đánh giặc ngoại xâm thật là mạnh mẽ lên thì tụi nó mới 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 không có dám phá mình nữa. Phá sạch, đốt sạch, giết sạch bằng cách đánh du kích là tốt nhất. Thì các bạn lập nhóm đi, rồi cái nhóm của mình phải làm như thế nào, nhất là những cái nhóm bạn trẻ, bạn gái gái thì nên làm những cái biểu ngữ hoặc là phát truyền đơn, hay là những cái người nào việc lớn có người lớn làm, việc nhỏ có người nhỏ làm, mỗi người mỗi sức thì chúng ta mới thành công được. Đây là cuộc sống còn của dân tộc. Thì có đã có danh sách lên tập trung ở sân bay Tân Sơn Nhất rồi, thì lôi tuyên truyền, lôi kéo lực lượng quân đội về phe mình hả? Thật ra lực lượng quân đội là đã chuẩn bị tinh thần để đứng về phía người dân rồi, nhưng mà chỉ chờ lòng dân, nếu mà lòng dân nổi lên thật là mạnh mẽ đó thì quân đội mới ra được, bằng không quân đội ra rồi không có ai tiếp sức với quân đội hết, là quân đội cũng không có làm được gì được. Thành ra chúng ta phải thật mạnh mẽ thì quân đội mới đứng lên về phía người dân được. Chúng ta phải thật thật là mạnh mẽ thì quân đội mới đứng lên được cùng với chúng ta, nếu mà chúng ta không có mạnh mẽ thì quân đội không có đứng lên được. Ok, một hồi nữa mình đã liên lạc với người em rồi, là lấy thêm hình, có tên thì có tên, nhưng mà lấy thêm hình với lại gia đình của nó nữa để mà mình bỏ lên Facebook. Thì chúng ta phải đánh du kích, và không phải đánh du kích một cái tên nào đó không, mà toàn bộ những trạm cảnh sát, những trạm công an, những ủy ban nhân dân phường chúng ta đều đánh hết, và những cái gia đình nào mà có con á, làm công an chúng ta đều đánh hết. Là tự vì cha mẹ sinh con mà để cho con ra ngoài đàn áp chính dân tộc của mình như vậy thì cha mẹ cũng là một cái lỗi. Thành ra chúng ta phải đàn áp nó, đánh du kích hết. Các bạn nào có thể làm bất cứ gì và bất cứ nơi nào, không nhất thiết phải cùng giờ và làm việc trong bí mật, trong phương pháp du kích là tốt nhất để bảo toàn lực lượng. Bây giờ chúng ta phải giữ vững lực lượng của chúng ta, không để cho nó đánh lẻ tẻ nữa. Ok, bây giờ mình lặp lại những cái nơi mà cho mình cần ha, là nhà máy Lion Man, ngã 6 Châu Thành, Hậu Giang. Tất cả đồng bào miền Tây, bạn nào ở miền Tây thì phải nên phát truyền đơn ra đi và kêu gọi đồng bào ở miền Tây phải lập tức tới ngày 12 tháng 3 và chuẩn bị tinh thần 12 tháng 3 phải biểu tình thật là mạnh mẽ chỗ nhà máy Lion Man. Và nó đã bị gì, nó đã bắt đầu xả thải ra sông Hậu rồi, mà khi mà dòng sông Hậu bị chết thì toàn bộ dân miền Tây của chúng ta sẽ bị nghèo nàn đi đó, sẽ không còn cuộc sống nữa, bởi vì miền Tây bây giờ chỉ có miền Tây là làm ra tiền được thôi. Biển đã chết, cá chết, biển chết, muối bây giờ phải nhập vô. Một đất nước có bờ biển hơn 300.000 km, giờ phút này phải nhập muối vô, hơn 3.000 km mà bây giờ phải nhập muối vô trong đất nước. Đó là một cái sự sỉ nhục của dân tộc mà cái bọn á hả, nhà cầm quyền Việt Nam nó lên, nó nắm quyền tới ngày hôm nay, nó phá tan hoàng đất nước rồi. Một khi mà chúng ta có lấy lại đất nước này nữa là phải nhân tài tiền lực phải bỏ rất là nhiều vô xây dựng lại đất nước. Thành ra giây phút này mà chúng ta còn nhịn nhục nữa là đất nước chúng ta sẽ không còn nữa. Những cái nhà nào công an, những cái người nào mà quan chức ở trong những cái chỗ nào, các bạn biết đó, không cần biết là cái người đó có đánh đập dân ngày 5 tháng 3 hay không, những cái người công an, những cái người nào mà có chức quyền trong ngành công an, cảnh sát, hình sự rồi là nó, những người đó đều có tội với dân tộc. Thành ra các bạn đánh không có nương tay bất cứ người nào hết. Gặp thằng Trung Quốc nào mà nó nghênh ngang bước vô nhà hàng kêu đồ ăn, hay là bất cứ chúng ta không bán cho nó, những cái khách sạn không cho nó thuê, và những cái gian hàng nào bán thì đuổi nó đi, nói là chúng tôi không có muốn bao buôn bán với người Trung Quốc, thì tự động nó phải đi chỗ khác, và nó sẽ lòi ra những cái giọng điệu ác độc của tụi nó thôi.
Các bạn nhắn là phải che số xe của mình lại trước khi đánh du kích, phải che bảng số xe của mình lại và bịt mặt lại hết, đánh du kích nha. Bởi vì hiện tại mà trước khi đánh du kích, các bạn hãy nhắn cho mình một cái tin nha, để cho mình có một cái ý kiến rất là nhỏ, nhưng mà cứ nhắn cho mình một cái tin đi, là trước khi đánh du kích, là tại vì mình có một cái ý kiến rất là nhỏ nhưng mà không có muốn nói ra trong cái pháp là như vậy. Ngày hôm nay chúng ta phải nhập muối và nhập trứng vô Việt Nam. Vậy khi nào chúng ta mới phải nhập gạo đây? Khi mà đồng bào cái dòng sông Hậu mà nó chết đi á, là chúng ta bắt đầu nhập gạo đó. Thành ra nếu mà gạo mà chúng ta ăn không nổi, mua không nổi, nhập không nổi á, thì chúng ta trở về thời bao cấp, là ăn cái gì? Ăn bo bo, khoai mì, giống cái thời mà Cộng sản Việt Nam nó cho người miền Bắc ăn đó, là chúng ta chỉ có khoai bo bó là khoai mì mà ăn thôi. Ngày hôm nay mà đồng bào ở miền Tây mà vẫn còn thờ ơ nữa, không dám đứng lên đập phá bỏ cái nhà máy Lion Man này á, dòng sông Hậu sẽ chết, đồng bào toàn quốc không còn gạo ăn nữa, phải nhập gạo vô, thì lúc đó là chỉ còn ăn bo bo với lại khoai mì thôi. Phải làm cho thật mạnh, có đủ lực lượng, không sợ bị đàn áp, và bảo vệ nhau, cùng nhau đứng lên. Chúng ta có một lực lượng rất rất là đông, nhưng mà chúng ta phải đoàn kết lại. Cái lực lượng của chúng ta nếu mà chia ra được rất rất là nhiều nhóm, thì không có một cái công an hay là tình báo Hoa Nam nào nó có thể mà nó phân tán lực lượng ra toàn quốc như vậy được. Nó không có đủ người, nhưng mà nếu mà nó phân tán ra như vậy, nó tốn rất rất là nhiều tiền. Nói tới tiền bạc thì mình sẽ có một cái livestream riêng về kinh tế Việt Nam, thành ra mình sẽ báo trước cho mọi người biết để chúng ta theo dõi cái tin tức về kinh tế Việt Nam sắp tới nha. Nhưng mà mình sẽ có đặc biệt là cái livestream riêng. Ai ở Cần Đức đề điểm danh, mà có nhiều bạn lên tiếng ở Cần Đức rồi đó. Lập Thanh Phan lên tiếng ở Cần Đức, các bạn ở Cần Đức lên tiếng nha. Ok. Bây giờ nói tới đó để mình nói cái vụ này trước, trước khi mình quên. Gửi tới đồng bào ở hải ngoại, một lần nữa kêu gọi đồng bào ở hải ngoại tạm ngưng gửi ngoại tệ về trong nước Việt Nam trong khoảng thời gian này. Nhà cầm quyền Việt Nam đã cạn kiệt ngân sách rồi, không còn nữa, và họ đã ra một cái lực lượng rất là mạnh để cướp của người dân. Đây là giờ phút rất là quan trọng. Nếu mà đồng bào hải ngoại còn thương dân tộc của mình, còn nghĩ về đất nước Việt Nam, thì hãy tạm ngưng gửi ngoại tệ về trong nước Việt Nam trong khoảng thời gian này, và không đi du lịch, không có mua nhà, mua bất cứ cái gì ở trong nước Việt Nam trong khoảng thời gian này. Nếu mà các bạn vẫn còn tiếp tục, là các bạn đã tiếp tay cho bọn Việt Cộng và bọn Trung Cộng đánh chiếm miền Nam một thêm một lần nữa, và chúng ta sẽ không có giành lại miền Nam Việt Nam nữa. Thành ra yêu cầu đồng bào hải ngoại tạm ngưng gửi ngoại tệ về trong nước Việt Nam thêm một lần nữa. Đây là cuộc sống còn của dân tộc. Xin đồng bào hải ngoại hãy cùng nhau tiếp tay với đồng bào trong nước là không gửi ngoại tệ về trong nước Việt Nam. Hiện tại bây giờ 1/4 còn lại mà chính phủ Việt Nam có thể cầm cự được là do đồng tiền kiều hối của đồng bào hải ngoại. Và một cái tin nữa gửi tới đồng bào hải ngoại, là những cái tổ chức nào mà lợi dụng đồng bào trong nước có những cuộc biểu tình đứng lên, thì cái này là mình nói là đặc biệt gửi tới đồng bào ở hải ngoại, những cái tổ chức nào có những cái cuộc mà kêu gọi lợi dụng đồng bào trong nước mà để có cái cuộc đứng lên á, một cuộc biểu tình á, mà để họ gom tiền rồi này nọ đó, thì đồng bào hải ngoại phải rất rất là cẩn thận, đặc biệt là phe phái của Việt Tân. Bị gì á, Việt Tân đã lợi dụng rất rất là nhiều trường hợp của đồng bào trong nước biểu tình và gom tiền rất là nhiều của đồng bào hải ngoại. Thành ra đồng bào hải ngoại phải thật là cẩn thận với cái lời kêu gọi của phe phái Việt Tân. Vì chẳng hạn mình lấy ra một cái thí dụ, ngày 5 tháng 3 vừa rồi đó, là ở Canada đi, từ ở Toronto đi tới Ottawa, biểu tình là 5 tiếng đồng hồ lái xe, thì mọi lúc mà cái người Việt ở ở Toronto á, tổ chức đi đi biểu tình để ủng hộ đồng bào trong nước, thì khi mà đồng bào ở Toronto lên trên xe bus á, để mà đi tới Ottawa biểu tình đi, thì cái con đường đó nó đi là mình phải đi bằng xe bus, 29 xe bus. Khi mà lên tới xe bus rồi á, thì những cái người mà đứng ra tổ chức á, nói là đây là tổ chức của Việt Tân,
và họ đã kêu mọi người ủng hộ tiền để mà ủng hộ đồng bào trong nước biểu tình, nhưng mà đồng tiền đó không bao giờ tới đồng bào trong nước đâu, không bao giờ tới. Thành ra đồng bào ở hải ngoại hãy rất là cẩn thận khi mà Việt Tân nói là gom tiền để mà trả tiền hay là bất cứ cái gì biểu tình trong nước Việt Nam á, các bạn không nên tham gia và không nên gom góp. Chỉ có một chuyến xe bus thôi, trong vòng một chuyến xe bus chỉ có mấy chục người thôi mà họ đã gom hơn 2.000 đô, thì đó là con số rất là lớn. Và thử hỏi trong ngày 5 tháng 3 thôi họ tổ chức bao nhiêu chiếc xe bus như vậy và họ đã gom bao nhiêu tiền, số tiền nó đi đâu. Anh trai của mình hiện tại bây giờ đang theo dõi mình ở trên Facebook á, anh có thể bắt đầu gửi một cái lá thư tới IRS cho cái non-profit organization của Việt Tân, cho tụi IRS làm việc với Việt Tân được rồi đó. Là tại vì á, trong những cái số tiền này á, là hiện tại bây giờ internet đã đứng lại rồi hả? Hiện tại bây giờ là số tiền mặt rất là lớn mà Việt Tân đã gom được từ đồng bào hải ngoại. Cái số tiền này có khai thuế hay không và đã thông qua IRS đàng hoàng hay chưa? Nếu mà Việt Tân còn tiếp tục như vậy, chúng ta phải là sẽ gửi thư tới IRS đó. Các bạn đồng bào ở hải ngoại phải rất rất là cẩn thận về cái tình hình là mọi người ở nước ngoài, Việt Cộng nó cài đặt người rất là giỏi và nó sẽ lợi dụng đồng bào ở trong nước có những cuộc biểu tình và nó lợi dụng như vậy để mà nó gom góp tiền, nó gom góp tiền để nó nuôi lại ai, nó không có nuôi dân đâu mà nó sẽ nuôi cái đảng cộng sản tiếp tục đó, để đảng cộng sản dùng cái tiền này trả cho những cái lực lượng ra đàn áp dân thôi. Không có cái gì gọi là dân sẽ tự vì lòng đất nước, vì cuộc sống của họ, dân sẽ tự động đứng lên, không cần ai trả tiền, không cần ai làm bất cứ cái gì hết. Đây là một cái lòng yêu thương dân tộc, yêu thương chính cuộc sống của họ, họ sẽ tự đứng lên. Thành ra một lần nữa nhắc lại tới đồng bào hải ngoại, đặc biệt là phải để ý tới cái phe phái của Việt Tân. Nếu mà họ đã lên tiếng là Việt Tân là để gom tiền á, thì đồng bào hải ngoại phải lập tức ngưng lại những cái cuộc này, họ đã gom rất là nhiều tiền rồi. Phải lập ra một nhóm người để nhận nhân dân tự vệ, phải không? Phải có mật khẩu, dấu hiệu, quan trọng nhất là mật khẩu phải có dấu hiệu chỉ ra khi mà hành động trước 15 phút và không bao giờ xài lại và trà trộn vào. Đám công nhân công an giết từng thằng. Chúng ta phải lập một cái nhóm, mình đã nói rồi, mật mã của mình đó, là mình phải có mật mã rất là nhiều lần và có nhiều cái mật mã khác nhau, chỉ có nhóm mình biết và mình tự lập ra cái mật mã đó và chúng ta phải đổi cái mật mã liên tục. Để cho những cái người nào mà lỡ mà mình có bị trà trộn vô đó, mình có bị Việt Cộng nó gà người vô trong cái nhóm của mình đó, thì cái mật mã đó mình vẫn đổi được và không có bị lộ ra ngoài. Ok, có người nói là dân miền Nam từng nhóm 50 người thay nhau biểu tình làm bế tắc quốc lộ 1 cho đến khi nhà máy Lee & Men cút khỏi Việt Nam. Lee & Men đi vào hoạt động thì nước của sông Hậu sẽ bị nhiễm độc, vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị hủy diệt, tất cả thủy sản sẽ bị diệt chủng. Người dân dùng nước độc này để uống, nấu ăn, tắm rửa, tưới cây, cộng thêm ăn thủy sản nhiễm độc, cá, tôm, cua, sò, ốc, hến, rau củ nhiễm độc, các bạn sẽ bị ung thư, thần chết sẽ đến với bạn. Việt Cộng sản trước, rồi đuổi Tàu Cộng, không còn Cộng sản, Việt Nam mới hồi sinh. Thì mình đã nói rồi, chỉ có giết giặc nội xâm trước thì tụi Tàu Cộng á, là cái chuyện mình sẽ tính sau. Nhưng mà hiện tại bây giờ là Việt Cộng là cái tập đoàn mình nên diệt trước. Và nhà mình phải trước tiên là phải nhà máy Lee & Men, đồng bào miền Tây, nhà máy Lee & Men, đồng bào là phải có trách nhiệm đánh sập cái nhà máy Lee & Men này. Vì nếu mà dòng sông Hậu bị nhiễm độc á, là đồng bào, chính đồng bào là người ăn uống và xài cái dòng sông này đó. Thành ra tất cả phải cùng nhau đứng lên diệt cái nhà máy Lee & Men này, nhất là đồng bào ở miền Tây. Mà một lần nữa mình kêu gọi đồng bào miền Tây hãy cùng nhau đánh sập cái nhà máy Lee & Men. Các bạn nào một lần nữa, ở Kiên Giang, Cần Thơ, Rạch Giá, Mỹ Tho, Biên Hòa, Bình Chánh, Bình Thạnh, Cần Đước, Long An, các bạn nào ở đâu á thì phải lập tức lên tiếng đi. Là chúng ta cần rất là nhiều nhóm, nhất là ở ngoài quốc lộ 1 không, là chúng ta phải cần ít nhất là 50 nhóm hay tới 100 nhóm đó.
Thì các bạn hãy liên lạc với nhau và lập những cái mật mã riêng cho chính mình nha. Ok, các bạn ở Bến Tre thì có bạn nào ở Bến Tre thì lập nhóm ở Bến Tre nha. Mỗi nơi chúng ta là một trách nhiệm. Chúng ta không còn thời gian nữa, không còn thời gian đâu. Mình không phải nói giỡn chơi đâu, không phải là tự nhiên ngồi nói đâu. Mình biết rất là nhiều chuyện, chính vì biết rất là nhiều chuyện nên càng kêu các bạn hơn. Chứ thật ra là mình cũng không có đụng chạm gì ở trong nước Việt Nam hết đó. Mình cũng không có giành giật gì với các bạn hết trơn á. Chỉ kêu đồng bào trong nước hãy giành lại cuộc sống của mình. Có rất là nhiều người lên tiếng là chúng ta nên cần chặn quốc lộ 1 để, nhưng mà đối với mình đó, quốc lộ 1 là cái con đường tránh để cho mình chặn. Nhưng mà khi mà các bạn chặn như vậy, đừng quên cấm những cái khẩu hiệu vòng vòng những cái lúc đó. Khi mà cái đường quốc lộ 1 bị chặn như vậy thì kẹt xe rất là nhiều, thì chúng ta phải chặn những cái bảng hiệu đi cho những người nào vô tư, những người nào vô tình không để ý tới đất nước của mình đó, họ nhìn thấy những cái khẩu hiệu đó và họ sẽ đặt câu hỏi là tại sao quốc lộ 1 bị phá như thế này và những có nhiều cái khẩu hiệu như vậy. Thì chúng ta phải bỏ rất là nhiều khẩu hiệu đi. Nhóm, những cái nhóm nào mà nghĩ là mình không có làm được những cái chuyện nặng á, các bạn phải lập tức làm những khẩu hiệu càng nhiều càng tốt, và làm những cái khẩu hiệu á, bự để cho mọi người có thể dùng được nha. Du kích đường thủy phối hợp với đường bộ hả? Ok, có nhiều bạn nói là có một bạn lên tiếng này cũng rất là hay nè. Ai ở Tây Ninh hãy lên núi Bà Đen và rải truyền đơn từ khúc chùa Bà Đen lên đỉnh núi, vì khu vực đó hang vắng không có camera và các bạn trẻ thường leo lên đỉnh núi chơi, nên chúng ta hãy đi rải truyền đơn ở chỗ đó. Cái ý kiến cũng rất là hay. Núi Bà Đen thì bất cứ chỗ nào, mình đã nói rồi là những người nào có sức bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, rải truyền đơn là một cái sức để cho tất cả những ai mà có thể làm được. Bất cứ lúc nào chúng ta phải rải truyền đơn ra thật là nhiều đi. Chúng ta là con dân Việt Nam, bây giờ chỉ có miền Nam Việt Nam có thể giữ lại được thôi. Chúng ta phải giữ lại miền Nam Việt Nam và đuổi bọn bóp chu cộng sản về lại hang của nó. Một lần nữa gửi lời tới bọn cái đám mà lãnh đạo bóp chu cộng sản nè, ăn đã đủ rồi, đem con cháu từ ở trong hang chui ra đã dơ dét tài nguyên đất nước, bán ăn đủ rồi, bây giờ hãy chui lại vô hang lại đi, đem hết tài sản của mình đem lại vô hang lại đi để cho con cháu Việt Nam dựng lại đất nước. Đây là lần cuối cùng kêu gọi đó. Hãy, nếu mà bị cái bọn Trung Quốc hay bất cứ cái giặc nào đó chọt vô cái hông mình rồi, hãy lên tiếng đi cho dân chúng tôi á lấy lại đất nước, giúp mấy ông, cứu mấy ông ra khỏi cái nguy cơ mất nước. Chứ mấy ông im lặng như vậy mà giao đất nước cho người ta, cho giặc á, thì chúng tôi không có trở tay kịp mà để cứu mấy ông. Đã ăn cho đủ rồi, từ trong hang chui ra rồi, ăn đủ rồi thì bây giờ chui lại vô hang đi, đem hết tất cả tài sản của mình mà cướp được đó, vô từ miền Nam cướp chứ sao không cướp, đừng có nói là không cướp. Từ ở ngoài miền Bắc chui vô tới miền Nam, từ một chiếc xe đạp, từ một chiếc xe đạp cọc cạch, một đôi dép râu, một cái nón cối, mà giờ phút này là đi xe cả tỷ, nhà ở tỷ và tiền tỷ trong nhà băng không à. Vậy không cướp lại từ đâu ra? Từ ở trong miền Bắc, từ trong hang chui ra bằng một chiếc xe đạp, một đôi dép râu, một cái nón cối, mà giờ phút này giàu nhất như vậy, mà tài nguyên, tài sản quốc gia từ từ bị cạn kiệt, dân thì là làm than đói khổ, một quốc gia là một hòn ngọc viễn đông, giờ phút này là phải bị nghèo nàn tới mức độ như vậy, thì có ông á buông tha đi, ăn như vậy đủ rồi, lôi con cháu của các ông về lại hang đi, đừng có để dân mà một khi nó đánh rồi á hả, là lúc đó chỉ có lết về hang thôi, chứ không có hả mà còn mà hên nghênh ngang mà đem tài sản của mình, đem con cháu của mình về lại hang đâu. Con cháu của mấy ông ăn đã nhiều quá rồi, bây giờ phải đi về lại hang của mình đi. Còn các đồng bào ở Việt Nam, chúng ta phải đánh cho cái bọn này từ đâu chui ra phải từ đó lết lại. Chúng ta không để cho nó tan hoàng thì đất nước là ngày hôm nay không còn cái gì nữa rồi, chỉ còn lại một cái phần cơ hội nào đó lấy lại là thôi. Các bạn hãy cùng nhau đánh cho cái bọn này chui lại hang của nó đi, từ một cái đôi dép râu, một cái nón cối, mà giờ phút này nó đi bước ra khỏi đó, nó có bảo vệ, nó đi xe hơi mà xe hơi bạc tỷ, nhà nó ở bạc tỷ, không cướp vậy là cái gì, từ đâu ra? Bán tài nguyên, bán quốc gia,
mới được như vậy. Thì chúng ta là con dân Việt Nam, chúng ta còn im lặng nữa hay không? Nhiệm vụ của chúng ta là phải lấy lại đất nước, lấy lại dân tộc và dựng lại dân tộc. Chứ đi đi, có thể là khi mà con cháu Việt Nam đã dựng lại cái dân tộc rồi, thành một hòn ngọc Viễn Đông sống lại, các ông có thể giải phóng thêm một lần nữa mà, để cướp thêm một lần nữa, có nhiều cơ hội lắm. Bây giờ đi đi, để cho tụi tôi dựng lại, rồi mấy ông vô cướp lại, có thể được không? Hay là đợi chúng tôi đánh cho tới lết về lại trong hang lại? Hải Nguyễn nói là dân miền Tây sử dụng 100% nước từ các dòng sông. Nếu các bạn không tập phá nhà máy Lee and Man thì tình hình là sẽ còn tệ hơn nữa. Nhà máy Lee and Man đã bắt đầu xả thải ra rồi. Còn kêu gọi đồng bào ở hải ngoại, mặc dù là đồng bào ở trong nước á, là đứng lên biểu tình, nhưng mà đồng bào ở hải ngoại chúng ta phải tiếp tục biểu tình ủng hộ đồng bào trong nước. Vì chỉ có đồng bào ở hải ngoại lên tiếng thật là mạnh mẽ thì thế giới ở ngoài mới thấy được nhiều hơn nữa, là người ta sẽ đặt câu hỏi tại sao chúng ta biểu tình và biểu tình vì lý do gì, thì chúng ta sẽ có những cuộc phỏng vấn và người ta sẽ đặt câu hỏi với mình, thì mình sẽ báo lại cho những cái người ở nước ngoài là nhìn về hướng Việt Nam nữa. Thì chúng ta phải cùng nhau đấu tranh đi nha. Bạn ở Cần Đước, Cần Dược, Cần Đước, bạn đã kêu lên tiếng rất là nhiều lần rồi. Bình Thuận, bạn nào ở Bình Thuận lên tiếng nha. Bình Thuận, Bình Thạnh, Long An, Vĩnh Long. Vĩnh Long, có bạn nào ở Vĩnh Long lên tiếng nha, để cho các bạn hãy lập nhóm lại. Chúng ta cần một lực lượng rất là lớn. Chúng ta đang đánh phá một tập đoàn cướp nước, bán nước, hại dân. Một cái tập đoàn này nó rất là mạnh, nó đâm mạnh trong nước Việt Nam mình mấy chục năm rồi, mà nhất là miền Nam Việt Nam đã bị nó chiếm hơn gần 42 năm rồi. Thì chúng ta hãy lập tức đứng lên giành lại dân tộc, chúng ta phải thật là mạnh mẽ thì mới có thể diệt được cái tập đoàn này. Ai ở Gia Lai, bạn nào ở Gia Lai, Gia Lai có người lên tiếng rồi đó. Sinh viên công nhân Việt Nam ngày hôm nay còn rất là thờ ơ, nhất là những người công nhân Việt Nam á, mặc dù bị đàn áp sức lao động của mình và những cái đồng lương mình làm ra thật là rất là ít ỏi, có nghĩa là bị đàn áp từ sức lao động, từ tiền lương, bất cứ những cái gì mình làm ra đều bị cướp, nhưng mà không nhìn ra mà cũng không dám đứng lên á. Thì các bạn hãy rải truyền đơn, những bạn nào làm ở những cái công nhân, những cái công ty á, nếu mà không lên tiếng mà mọi người không nghe, chúng ta phải lén lút làm truyền đơn và rải ra vòng vòng ở trong cái nhà máy nó đi, mà không có làm cho người ta không có biết là ai rải ra và rải từ đâu, từ lúc nào, thì chúng ta phải làm thật là cẩn thận. Còn sinh viên Việt Nam, những em sinh viên Việt Nam nào nói là em nói cho bạn của em nghe rồi mà bạn của em vẫn không có nói cái gì, hoặc là rất là thờ ơ, em buồn lắm, bây giờ em không cần nói nữa, mà em chỉ có cái nhiệm vụ của em á, là rải truyền đơn. Rải truyền đơn bằng cách nào? Có nhiều cách lắm, chẳng hạn như trước khi mà trời sáng, hay là trước khi mà cái trường nó mở cửa, bắt đầu học sinh bước vô trường á, em để một cái góc nào đó cho cái những cái tờ truyền đơn nó có thể bay ra ngoài, hoặc là để góc nào đó cho những em học sinh đi ngang qua lấy một tờ, hay là bất cứ cái gì đó, hoặc là em đứng em phát ra cho những học sinh mà phải che mặt lại hết nha, đừng có để cho ai biết là em là ai và đang làm gì, mình phải rất là cẩn thận như vậy. Những cái góc hẻm đường nhỏ thì chúng ta những cái hàng xóm á, cứ tối mọi người ngủ hết á, có bạn nào đi ngang một vòng á, cứ dán những cái tờ truyền đơn trước cửa đi, thì một ngày người ta không để ý, ngày thứ hai người ta sẽ để ý, ngày thứ ba người ta sẽ đặt câu hỏi là tại sao người bên đây nhận được một tờ, người bên đây nhận được một tờ, thì người ta sẽ bàn tán với nhau ra. Chúng ta phải làm thật là nhiều lần, bị con đường chúng ta đi sẽ rất là gian nan và cần rất là nhiều lực lượng, và lòng dân là một cái sức mạnh. Nếu mà lực lượng của chúng ta cùng nhau đoàn kết, không có ai mà đánh lại chúng ta hết. Lục tỉnh Nam Kỳ, miền Đông, Nam Kỳ, miền Tây, vùng lên Vĩnh Long. Các bạn ở Vĩnh Long hãy kết bạn lại với nhau đi nha, Vĩnh Long đó. Vĩnh Long, Cần Thơ,
Khánh Hòa, bạn nào ở Khánh Hòa, Khánh Hòa lên tiếng đi nha. Có nhiều, rất là nhiều người đã lên tiếng là thà là sợ chết Vinh còn hơn là sống nhục. À, bác tôi nói là không phải chặn riêng quốc lộ 1 và các mà các tuyến đường thành phố cũng phải làm tê liệt. Thì quốc lộ 1, khi mà chúng ta làm tê liệt quốc lộ 1 đi thì những em học sinh sinh viên á không cần làm gì nhiều hết trơn á, chỉ ra đứng dàn một cái trận ra ngoài đường thôi, càng đông người càng tốt, chỉ đứng làm cho tê liệt những cái đường vô những thành phố thôi, là chúng ta sẽ có một cái cuộc nổi lên rất là lớn. Các bạn hãy cùng nhau thật sự mạnh mẽ lên đi, chúng ta phải làm tê liệt hết những cái con đường lớn nhỏ, và nhất là quốc lộ 1 là con đường tránh đi. Những cái nhóm nào đã phá được quốc lộ 1 thì những cái nhóm ở trong á họ làm những cái chuyện mà nhờ những cái con đường nhỏ. Đúng rồi, thì mình đã nói rồi, khi mà mình làm á, chẳng hạn như mình lôi bánh xe ra quốc lộ 1, một khi mà mình đổ xong mình đốt cái bánh xe rồi thì lập tức mình rút lui liền, không đứng đó mà mình cắn lại. Khi trước khi mà mình làm cho nó đốt pha đốt cháy cái khúc mà mình phá đó quốc lộ 1, thì mình cắm những cái bảng khẩu hiệu đi, No Formosa, Formosa phải cút khỏi Việt Nam, mình cắm những bảng hiệu không. Khi mà mình đốt lên thì mình lập tức rút lui liền, không có đứng đó, lập tức rút lui liền, tự động là người ta sẽ thấy. Rồi những cái khúc khác, khi mà cái nhóm nó mà đốt vừa đốt lên thì khoảng 5 phút sau những cái khúc khác á, thì các bạn cũng làm y chang như vậy đó, đốt lên rồi rút lui, chứ mình không có đứng đó, mình không cần biểu tình, mình chỉ phá quốc lộ 1, trận quốc lộ 1 thôi, và mỗi ngày cứ làm như vậy đi thì những cái nhóm khác sẽ phá khúc quốc lộ 1, rồi mình cứ lặp đi lặp lại những cái khúc khác nhau, rồi mình rút lui, mình đốt rồi mình rút lui, hoặc là mình đem cây ra mình chặn đường cái khúc nào đó, rồi để cho những cái bạn mà có thể đốt quốc lộ 1 đó chặn cây chặn đường, hay là mình làm một cái trận nào mà kẹt xe hay là xảy ra tai nạn nào đó để cho nó bị chặn lại chút xíu, để cho những cái khúc khác họ có thời gian họ làm. Rồi sau khi mà các bạn làm xong là lập tức rút lui liền, không có đứng ở đó nữa, không có đưa cái mặt của mình ra, rút lui rồi mình đi về, chứ không có đứng đó mà để cho người ta thấy nữa. Rồi nhớ trước khi mà các bạn rút lui như vậy là phải có những cái biểu ngữ cấm dọc cái đường quốc lộ 1 đó, phải cấm càng nhiều càng tốt, cấm thiệt là nhiều thì người dân mới thật sự mà giống như là pay attention, làm để ý tới là tại sao những cái biểu ngữ đó mọc lên như vậy, thì là mình phải cấm thật là nhiều vô. Tại sao không kêu gọi các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp vận tải hãy biểu tình lật đổ đảng cộng sản hả? Kêu gọi rất là nhiều lần, kêu gọi toàn dân toàn quốc, mình không có phải là kêu gọi bất cứ một cái cá nhân nào hết, toàn dân toàn quốc hãy cùng nhau đánh bụi đội cái bọn cộng sản này. Và hiện tại bây giờ những cái công ty hay những cái doanh nghiệp nào đó ai cũng còn rất là thờ ơ, không có dám lên tiếng, chỉ bảo vệ cái đồng tiền của mình thôi, chứ một khi mà đất nước mất lên, đồng tiền của bạn không có là cái ý nghĩa gì hết trơn đó, căn nhà đã mất thì còn cái chỗ nào nữa đâu mà sống. Đem đồng tiền ra ngoài, nói tới đồng tiền, mình đã nói rồi, mình sẽ có một cái livestream đặc biệt nói về tiền và kinh tế Việt Nam, thì mình sẽ báo cho mọi người biết trước khi mà cái livestream đó phát nha. Những cái máy camera mình nên phá hả? Bây giờ hiện tại bây giờ là những cái đồn công an á, theo mình biết được đó là những cái đồn công an, những cái nhà dân, nhà mà có những cái nhà mà hình sự công an này nọ đó, nó cho người nó sợ bị đánh du kích, thành ra nó cho người bảo vệ nó. Nó sẽ gắn những cái camera rất là nhiều, thành ra những cái anh trai nào á mà quyết tâm đánh du kích vô những cái đồn công an, những cái ủy ban nhân dân phường thì phải rất rất là cẩn thận nha, vì tụi nó gắn camera rất là nhiều. Và không phải gắn camera không nữa, những cái đồn công an đó nó cho người đứng ở trong á, đồn công an á, để mà khi mà có cái nó bị đánh du kích nó sẽ tràn ra để nó bắt mấy anh đó, thành ra mấy anh phải rất rất là cẩn thận. Còn truyền thông Việt Nam, làm cách nào để làm tê liệt truyền thông Việt Nam hả? Cách này rất rất là hay. Thì
các bạn nào ở gần những cái nơi truyền thông phải lập nhóm đi, chúng ta phải cướp những cái truyền thông đó và phát ra cho mọi người biết là đất nước chúng ta ngày hôm nay bị cái gì. Và cái này thì chắc lẽ hơi khó, là tại vì khi mà mình đánh phá như vậy người ta sẽ nhào vô ập vô truyền thông trước. Thành ra mọi người chúng ta phải lập nhóm và ra một cái kế hoạch trước khi mà chúng ta hành động. Các bạn nói là rất là nhiều người lên tiếng là phải làm những cái cuộc như là kẹt xe hay là tai nạn giao thông á, để cho mọi người bị kẹt kẹt lại thì sẽ có một cái cuộc, thì mấy anh chị em khác mới có thời gian làm công chuyện của mình. Thì các bạn ở trong nước phải lập nhóm và ra một cái cách nào rất là hay nha. Anh Bảo Tôm nói nó vào Nam chỉ có cái nón cối và đôi dép râu, mà giờ nó là sao hả? Nó cướp hết tài nguyên của đất nước, nó bán cả dân tộc, nó bán cả hả đất nước đi, giờ nó thành nó hả là bóp chua cộng sản đó anh Bảo Tôm. Thành ra bây giờ nó từ đâu ra mình đánh nó lại giờ chơi khúc đó. Ok, các bạn đang nói là đang cần người ở Gia Lai và Bình Định. Gia Lai và Bình Định có các bạn nào ở Gia Lai Bình Định lên tiếng nha. Nói với các bạn là mình không có phân biệt vùng miền. Theo mình biết được á, theo hiệp định của Geneva đó, thì là mình chỉ giữ lại được miền Nam Việt Nam, vì miền Bắc á, là đã bị bọn mà cộng sản Bắc Việt chiếm rồi, và cái đó là đã thế giới đã biết, ai cũng biết được. Và ngày hôm nay á thì miền Bắc không còn cơ hội lấy lại được nữa, cái cơ hội đó không có còn nhiều. Thành ra cái cơ hội mà chúng ta lấy lại được nhiều nhất là miền Nam sau vĩ tuyến 17, thì chúng ta phải tập trung vô lấy lại được những gì mà chúng ta có thể lấy lại được trước, rồi từ từ chúng ta mới tính được. Không thể nào mà mình không có phân biệt vùng miền. Mà thí dụ như năm 1954, khi mà cộng sản Bắc Việt vô chiếm miền Bắc á, thì chúng ta còn có miền Nam để mà di cư, từ miền Bắc di cư vô miền Nam. Ngày hôm nay nếu mà chúng ta mất luôn cả miền Nam vô tay của Trung Quốc thì toàn dân đi di cư đi đâu? Chúng ta không có chỗ để mà di cư. Thành ra chúng ta bắt buộc phải giữ lại cái phần nào chúng ta có thể lấy lại được, để mà chúng ta có thể di cư thêm một lần nữa, từ Bắc vô Nam thêm một lần nữa. Và những người nào mà từ Bắc vô Nam, ý mình nói là những người nào còn yêu tự do, yêu chính nghĩa, thì di cư vô Nam mới còn chỗ để chứa. Chứ bằng không á, là miền Nam Việt Nam mất thêm một lần nữa, về tay Trung Quốc á, là toàn dân Việt Nam chúng ta không có chỗ để đi. Ngày xưa chúng ta còn có miền Nam Việt Nam, có Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ để mà ở miền Bắc có thể di cư vô. Ngày hôm nay nếu mà miền Nam Việt Nam mất đi là không có ai bảo vệ được toàn dân Việt Nam. Thành ra những cái gì chúng ta giành lại được thì chúng ta phải giành lại trước, rồi lúc đó thì chúng ta mới có một cái lực lượng sửa sang lại cái dân tộc của mình, rồi bắt đầu mình mới tiến lên tiếp tục. Bây giờ không có thể nào mà cứu cứu lại được miền Bắc được, là tự vì cái hiệp định đó là hiệp định thế giới đã công nhận, mà Việt Cộng Bắc Việt đã xóa cái hiệp định đó và tiến vô miền Nam như vậy. Thì chỉ bây giờ nếu mà muốn cho một cái quốc gia nào đó đứng lên ủng hộ chúng ta và dựng lại miền Nam Việt Nam á, thì phải dùng cái hiệp định đó. Anh Cường Eric Quốc Nguyễn nói là đừng có nói vậy, đụng chạm tới mấy người đi kinh tế mới. Ý anh là sao? Mình nói câu nào sai? Không có câu nào sai hết trơn á. Phải là năm 1954 vì cộng sản Bắc Việt vô đánh chiếm miền Bắc, dân miền Bắc rất là khổ lúc đó, phải di dân từ miền Bắc vô miền Nam. Lúc đó còn có Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ. Giờ phút này nếu mà miền Nam Việt Nam không giữ được nữa thì chỗ nào chúng ta sẽ di cư đây? Người miền Nam sẽ di cư chỗ nào? Người miền Bắc, những cái người yêu tự do, yêu dân chủ á, sẽ di cư đi đâu đây? Toàn nước là bị tụi nó thao túng hết, không có chỗ nào chúng ta đi được nữa. Bây giờ nghĩ là đi vượt biên hả? Không có kính tàu, không có cái biển nào, không có đất nước nào mà nó mở cửa cho nó rước người vượt biên nữa đâu.
Thành ra chúng ta phải giữ lại được cái gì thì chúng ta nên giữ lại để mà có chỗ cho toàn dân, những ai yêu tự do, yêu dân chủ có thể dựng lại đất nước thì chúng ta nên làm trước. Kẻ cướp không bao giờ trả lại những gì nó đã cướp, vậy thì chúng ta đánh cho nó trở về hang của nó thì chúng ta lấy lại dân tộc của chúng ta. Có người nói là cây xăng là một cái nơi mà nó có thể phá ra rất là mạnh đó, thì là các bạn phải để ý những cây xăng nha, những ai mà muốn làm cho thật là lớn mạnh lên. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, nếu mà chúng ta cứ yếu hèn nhịn nhục là chúng ta sẽ mất tất cả. Kiên Giang, các bạn ở Kiên Giang các bạn lên tiếng nha. Vong Lương nói là đốt hết tất cả xưởng sản xuất của Trung Cộng. Nói tới đó tự nhiên hôm mình nghĩ lại, nếu mà chúng ta không có phá được từ khúc của bên ngoài á, thì người Việt Nam mình nó làm cho những cái hãng xưởng Trung Quốc ở bên trong cũng rất là nhiều phải không? Vậy đánh từ bên trong đi, trước khi đi làm ra đó, bỏ quên một điếu thuốc nè, bỏ quên một cái gì đó thì tự nhiên nó sẽ nó tự phát ra thôi, đâu cần phải làm gì đâu. Bên ngoài mình đánh không được thì đánh từ bên trong đi. Những người nào yêu tự do, yêu dân chủ, muốn cứu lại đất nước của mình á, muốn cứu lại cuộc sống của mình thì tự suy nghĩ mà làm ra đi. Chứ thật ra hả, là cái những cái chuyện mà suy nghĩ như vậy không có cần ai suy nghĩ cho mình đâu, mình tự làm là cũng là được rồi. Nếu mà mình làm mình sợ người này biết người kia biết á, thì mình tự làm mình im lặng mà làm không ai biết thì cái đó là một anh hùng đó. Từ một con khỉ trong hang ra giờ đã trở thành con kinh công đồ khốn nạn hả? Thì bây giờ mình đánh nó lại trong, đánh lại nó vô hang nha, đánh khi nào nó trở lại vô hang thì thôi, mình không còn thời gian nữa. Chỉ trong bây giờ đã tháng 3, tháng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Các bạn có tin không? Chúng ta còn có 7 tháng nữa thôi. 7 tháng. Trong vòng 7 tháng này, từ bây giờ cho tới tháng 11, chúng ta không đánh đuổi lục bọn cộng sản này á, ra khỏi miền Nam Việt Nam á, thì những cái người mà yêu tự do, yêu dân chủ ở ở vùng khác không có chỗ để nữa, mà người Việt Nam mình, người miền Nam mình không còn chỗ để trốn nữa. Các bạn có tin hay không? Nếu mà các bạn không tin, nếu mà nói là ok đợi tới lúc đó đi, không tính, trễ, quá trễ. Tầm 5 4 4 5 giờ chiều Sài Gòn rất đông là dễ ùn tắc, đây là cơ hội hả? Thì mình không có sống ở trong nước, thành ra những cái mà cơ hội như vậy á, chỉ có các anh chị em trong nước có thể bàn tán nhau và lặp lại và làm lên thôi. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Bất cứ ngày đó các bạn ra khỏi nhà thì mọi người chúng ta sẽ gặp nhau trên đường, và chúng ta muốn đi hướng nào, mình phải di chuyển. Đường Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão là cái khu rất là nhiều người nước ngoài. Thì nếu mà các bạn không có muốn đi chỗ khác á, ở Sài Gòn thì cứ lặp đi vòng vòng, đi ra ngoài ăn uống tới chỗ đó đi, nói là mình đi ăn thôi, mình đã tới chỗ đó đi. Rồi khi mà nhiều các bạn đứng lên rồi thì chúng ta phải dơ những cái biểu ngữ ra, hoặc là làm bất cứ cái gì mà chúng ta có thể làm được. Có người nói là các ông qua giải phóng Hoa Kỳ hả? Cho nó đi chết đi chứ giải phóng Hoa Kỳ cái gì? Gia Lai, Quy Nhơn, các bạn nào ở Gia Lai, Quy Nhơn? Các bạn ở Gia Lai, Quy Nhơn lên tiếng nha. Định Quán, Đồng Nai, có ở Định Quán, Đồng Nai? Các bạn nào ở Định Quán Đồng Nai lên tiếng nha. Các bạn ở Định Quán Đồng Nai thì hãy lập nhóm này đi. Bây giờ mình lần đầu tiên mình nghe cái tên Định Quán Đồng Nai lên tiếng đó, mấy lần trước mình không thấy ai nghe hết. Định Quán Đồng Nai các bạn hãy lên tiếng đi nha. Ninh Thuận, có người ở Ninh Thuận lên tiếng rồi. Nếu mà các bạn thấy dân vẫn còn thờ ơ, xin yêu cầu bạn không có gửi message vô nữa, làm ơn. Các bạn thấy người dân của mình, xung quanh của mình nó vẫn còn thờ ơ, đây là cuộc đấu tranh rất là kéo dài và rất là gian nan. Thì ngày hôm nay chúng ta không thành công, ngày bắt đầu mình phải lập ra một kế hoạch riêng là mình đi phát truyền đơn ra để cho người dân có một cái ý thức hơn. Thì chúng ta làm đi, bất cứ cái gì chúng ta có thể làm được, việc lớn việc lớn, người lớn việc lớn, người nhỏ việc nhỏ.
in ra những tờ truyền đơn, rồi chỉ là thí dụ như đi mua một ổ bánh mì đi, thì chúng ta để là một cái xấp giấy ở chỗ ổ bánh mì đó, cái chỗ mà bán bánh mì đó. Chúng ta vô một cái quán ăn phở thì chúng ta để làm cái xấp giấy ở trong một cái quán ăn đó, rồi chúng ta đi ra, rồi chúng ta đi đi nhà thờ, rồi chúng ta để là một cái xấp giấy trong nhà thờ, rồi chúng ta đi chùa chúng ta để là một cái xấp giấy trong chùa nữa, cứ như vậy đó. Rồi những cái nhà thì buổi tối á, các bạn chia ra đi, một người không thể nào làm hết, dán những cái tờ truyền đơn nó vô những cái cửa. Chúng ta làm ra như vậy nhiều lần nhiều ngày, thì và khi mà những cái tờ truyền đơn đó các bạn phải ghi ra được á, và có thể mà in ra được những tấm hình cá chết, biển chết, rồi những cái xác người, rồi những cái hình mà bị môi nội tạng ra hết á. Các bạn có thể bỏ vô những cái tờ truyền đơn đó nữa để đánh thức tỉnh người dân là dân tộc của chúng ta đang bị cái gì, và chúng ta đang bị cái gì và bị ảnh hưởng như thế nào. Thì các bạn phải bỏ những cái hình đó vô đi cho người dân mới thức tỉnh. Người dân nhiều người họ đọc họ vẫn không hiểu, nhưng mà họ nhìn hình họ sẽ hiểu. Thành ra chúng ta nên bỏ hình vô những cái tờ truyền đơn đó, cá chết, biển chết. Anh Trung Trịnh gì ơi, đừng có làm ơn, đừng có gửi message vô nữa. Anh có ý kiến gì thì anh nói sao đi nha. Anh cứ tiếp tục gửi message như vậy là very bothering. Thì các bạn cứ những cái tờ truyền đơn đó phải có hình cá chết, biển chết, môi trường chết, và những cái dòng sông và những cái đồng lúa bây giờ không còn nữa, và những cái xác người, và những cái cảnh mà công an đánh đập dân như thế nào, rồi những cái thân xác mà những cái em nhỏ hay là những cái người mà bị bắt cóc, bị mổ lấy nội tạng á, các bạn cứ bỏ vô những cái truyền đơn đó, những cái tấm hình đó, thì người dân sẽ tự động thức tỉnh và họ sẽ đặt câu hỏi là chuyện gì đã xảy ra. Và họ sẽ hỏi, nếu mà ngày hôm nay họ không thấy, ngày mai họ sẽ thấy, và họ sẽ hỏi người hàng xóm của mình là ở đâu ra và người ta có nhận được hay không. Thì những cái người hàng xóm đó họ sẽ ngồi nói chuyện lại với nhau, thì cái cuộc phát ra như vậy nó sẽ rất là hiệu quả. Rồi bây giờ mình phải làm lại những cái hình thức là nó đi ngược thời gian lại như vậy đi. Chứ thật ra thời buổi này internet, những cái Facebook, những cái YouTube này nó có thể phát ra rất là nhanh, nhưng mà nhà cầm quyền Việt Nam nó đã bưng bít hết những thông tin đó rồi, thì bây giờ mình làm ra những cái thông tin mà chậm như vậy đi, nhưng mà cũng có thể ảnh hưởng được rất là cao. Thành ra mọi người chúng ta hãy cùng nhau lên tiếng. Và có rất rất là nhiều bạn nói là bỏ những tờ truyền đơn vô bong bóng, thả nó bay lên, cho khi mà cái bong bóng nó nổ ra đó, thì những tờ truyền đơn đó nó sẽ rớt ra và rớt đầy trong những cái thành phố. Thì nếu mà đó là một cái công thức mà để chúng ta có thể rải truyền đơn một cách hiệu quả nữa, thì chúng ta làm mỗi người mỗi việc, bất cứ cái gì chúng ta cũng có thể làm được. Cà Mau, các bạn nào ở Cà Mau kìa, có người lên tiếng ở đồng Cà Mau. Định Quán, Đồng Nai, mọi người phải lên tiếng đi nha. Các bạn ở Định Quán, Đồng Nai liên kết với nhau đi. Nếu mà các bạn bây giờ mình sực nhớ lại là nếu mà mình lên tiếng như vậy mà không có ai mà dám lên tiếng nói là tôi ở Định Quán hay tôi ở Đồng Nai gì đó, thì các bạn liên lạc với bạn bè của mình đi, nói nhỏ thôi, rồi liên lạc với bạn bè của mình làm một cái nhóm cũng được nữa, chứ không cần phải mà hô hào như vậy. Bị gì hô hào như vậy không có ai mà dám lên tiếng hết trơn á, lặt ra những cái người thân của mình hoặc là gia đình của mình thôi, là có chú, có anh, có em, rồi những cái chú anh em đó, có những người bạn, rồi những cái người gia đình đó, mình lặt nhau với nhau lại cũng cũng được nữa. Hoặc không á, là mình không dám làm gì hết, là đi phát truyền đơn là một. Mình phải che mặt mình lại đi, như hồi nãy em kia nói là có thể phát truyền đơn lên núi Tây Ninh. Ô, nói tới núi Tây Ninh mình mới sực nhớ lại là trong những cái bây giờ là người dân á, mê tín lắm, thích vô những cái chùa rồi để cầu an cầu siêu gì đó. Những cái nơi đó rất là đông người, mà người những cái người đó là rất là mê tín. Thành ra mỗi ngày mình cứ rải thật là nhiều vô chỗ đó đó, cho từ từ người dân thấy được là chuyện gì đang xảy ra, chứ mà họ cứ u mê vô những cái mê tín nó cũng không có tốt. Ok, có người đã lên tiếng là ở Bình Định rồi, các bạn hỏi Bình Định, Vĩnh Long nha, mọi người ở Vĩnh Long lên tiếng. À, Mỹ Tho thì khu công nghiệp Tân Hương rất đông hả? Ai ở Mỹ Tho? À, khu công nghiệp Tân Hương rất đông, thì các bạn ở khu công nghiệp Tân Hương á, các bạn làm truyền đơn ra đi và rải vô trong những cái khu công nghiệp đó. Mình không cần phải ra mặt đâu, không cần phải nói cho người khác biết là mình là người đi rải, mình chỉ cần rải lén ở trong những khu công nghiệp đó thôi. Chẳng hạn như tới mọi người tới giờ tập trung ăn trưa thì có một người nào đó chỉ thảy ra tờ giấy ở trong cái công ty đó thôi, hoặc là nên nhớ coi coi họ gắn camera chỗ nào mình không để cho mình phát hiện ra mình, và hãy cẩn thận những cái máy camera đó. Trước khi mình làm cái gì phải cẩn thận nha. Sau khi mà chắc cái livestream này nhiều người thấy chắc là nó gắn thêm camera quá.
Ok, team ở Sài Gòn, các bạn hãy cùng nhau lập nhóm nhiều, thiệt là nhiều lên nha. Sài Gòn rất là quan trọng đó. Thì nó giống như chúng ta là một cái trung tâm, Sài Gòn là một cái trung tâm để phát ra để cho mọi người ở ngoài nhìn vô thấy được đó. Thì Sài Gòn phải thật thật là mạnh mẽ và đừng có để cho nó bị đàn áp như đợt vừa rồi nữa. Mình không có rất là đau lòng khi thấy mà cảnh Sài Gòn bị đàn áp như vậy đó. Thành ra các bạn hãy cùng nhau hợp sức lại. Chúng ta đây là một cái sống chết mà chúng ta phải đánh với lại một cái tập đoàn từ trong hang chui ra, mà tập đoàn từ trong hang chui ra thì dĩ nhiên nó không có ăn học, nó không có cái kiến thức gì hết trơn, nó chơi lực rừng. Thì đây là cái nó chơi lực rừng với mình thì mình phải chơi lại lực rừng với nó thì mình mới thắng được nó. Nếu mà mình cứ mà hả ngồi giống như kiểu trí thức mà ngồi bàn tán với nó thì cái chuyện nó quên đi, không có chuyện đó xảy ra đâu. Nó tụi nó xài lực rừng không đó, từ một cái nón cối, từ một đôi dép râu mà bây giờ nó đi thành, nó đi là nó đem theo cái gì ra, nó ra ngoài nó là cái gì mà nó đi đàn áp lại người dân của mình như vậy, nó cướp hết tài sản, nó cướp hết một cái tài nguyên của đất nước như vậy mà nó còn đánh đập người dân, mà nó còn đàn áp người dân nữa. Những cái tên mà công an mà nó chặn đường để nó cho ăn thức thịt xe đó kêu là công an gì? Những cái tên công an, những cái tên nào mà nó nghênh ngang mà đứng ngoài đường á hả, đi ngang qua tạt cho nó một cái chai nước mắm hay là một cái bình mắm ruốc nào đó, nó cho nó tổn, cho nó không có dám ra đứng mà hô hào trong cái ngày biểu tình tới của mình nữa. Ok, Johnny, Lê, em ở học ở trường Chu Văn An hả? Em cố gắng kêu gọi các học sinh ở trường Chu Văn An cảm ơn em, nhưng mà em cố gắng kêu gọi á thì cũng là một chuyện, nhưng mà em nhặt được một cái bạn nào đó hãy kêu bạn đó giúp em nữa, một mình em làm không có hết chuyện đâu, rất là mệt. Thì em vừa kêu gọi thì vừa phát truyền đơn ra nữa, em phải làm những cái công chuyện đó nữa. Và mình kêu gọi nói tới trường Chu Văn An thì tự nhiên sực nhớ lại những thầy cô giáo, chính những thầy cô giáo đứng trên bục giảng là những thầy cô giáo kêu gọi những em học sinh rất là hữu hiệu. Một lần nữa kêu gọi những thầy cô giáo, một khi mà những thầy cô giáo là người có ăn học, có kiến thức thì phải nhìn ra được cái đất nước Việt Nam ngày hôm nay đang bị cái gì, thì tại sao những thầy cô giáo đó đứng trên bục giảng dạy những điều dối trá cho học sinh, bán mất lương tâm của mình trước bục giảng dạy những cái lời mà dối trá như vậy. Thì lương tâm của những thầy cô giáo còn ở đâu nữa? Thầy cô giáo đứng trên bục giảng thì nên nói cho học sinh của mình biết ngày hôm nay những cái gì mà họ dạy, mình dạy thì phải lập nên nói cho học sinh biết là hiện thực đất nước ngày hôm nay như thế nào để chúng ta cùng nhau giành lại cái tự do dân chủ và học những cái điều hay lẽ phải hơn là những cái sự giả dối. Thì yêu cầu những thầy cô giáo là những người có kiến thức, là những người có lương tâm thì hãy đứng lên trước bục giảng của mình và làm ra một cái cuộc nói chuyện với học sinh. Từ đó những em học sinh có lòng tin hơn vì chính thầy cô giáo là những cái người đưa ra những cái lời hay ý đẹp đó cho học sinh, thì học sinh sẽ có lòng tin hơn với những cái cuộc đứng lên và những cái cuộc đòi lại và làm một đúng một trách nhiệm của một người công nhân. Những học sinh, những sinh viên là mầm non của đất nước và những cái người em này sẽ là người dựng lại đất nước sau này, thì nhiệm vụ của thầy cô giáo chính là phải nói cho học sinh biết nhiệm vụ của các em như thế nào để các em có một cái tương lai sáng sủa hơn, chứ không phải là nhồi vô những cái bài giảng hả về hả hồ cuồng hồ đảng đồ này nọ đâu nha. Thành ra xin mời những cái thầy cô giáo, những cái người mà cho là ta là nhà kiến thức mà nhà có thể đưa được những cái em học sinh này về cái hướng tương lai. Tương lai hiện tại bây giờ rất là mù mịt, chỉ có lấy lại được miền Nam Việt Nam, chỉ có lấy lại đất nước có tự do dân chủ thì mới có tương lai. Nếu không có tự do dân chủ thì tương lai quên đi, là một nô lệ đó, một kiếp nô lệ, mà thậm chí những thầy cô giáo sẽ là một cái kiếp nô lệ hơn nữa, luôn luôn. Thành ra những thầy cô giáo nên lên tiếng với học sinh của mình, và những cái họ cái hiệu trưởng hiệu phó nào mà ra lệnh á là không được biểu tình hay là không được cái gì á, những thầy cô giáo đó đưa hình cho mình đi, lập tức gửi cho những cho mình những tấm hình, những địa chỉ trường học, những cái hiệu phó hiệu trưởng đó tên gì đi, mình bỏ lên Facebook, mình kêu gọi những anh em giang hồ, những người có lòng yêu nước thanh toán những cái người hiệu phó hiệu trưởng này cho những thầy cô, thì những thầy cô không có cần phải sợ đâu, chỉ cần đưa cho mình thôi, gửi qua cho mình thì mình sẽ làm những cái nhiệm vụ nào mình cần phải làm.
Nội dung truyền đơn hả? Thì các bạn muốn mình viết vô cái nội dung truyền đơn, để một hồi nữa mình viết ra ba cái nội dung truyền đơn cho rồi các bạn coi lại coi, nếu mà có thể xài được thì xài, mà không là sửa lại những cái câu nói trong đó mình đã soạn ra rồi, nhưng mà thấy cảm thấy chưa có hay lắm. Một hồi mình sẽ làm lại, mình có thời gian mình sẽ làm lại nha. Mình sẽ bỏ lên, nhưng mà các bạn khi mà thấy rồi phải bỏ thêm hình vô nữa. Mình thì không có biết bỏ vô nhiều hình như vậy, bởi vì khi mà bỏ vô nhiều như vậy post lên Facebook nó rất là khó. Thái Nguyễn nói là thằng Việt Cộng nào thích tàu thì qua tàu, mà ở không thích chui vô hang thì cứ, còn người nào thích về lại hang thì cứ đem về lại hang đi. Tụi bớt chu cộng sản á, nếu mà bây giờ nó tự động nó rút lui á thì nó còn đem được theo tài sản và những cái danh dự của nó đi theo, còn mà không, mà khi mà chúng ta, mà người dân chúng ta thắng rồi á thì nó chỉ có lết về hang thôi chứ không có làm gì hết trơn á. Đám con cháu của tụi nó hả là đã truyền ra ngoài, thì để sau khi mà nước Việt Nam được bình thường lại rồi á thì đám con cháu nó ở nước ngoài sẽ để người nước, người hải ngoại thanh toán tụi nó, xử tụi nó. Mọi mọi cái là mình phải làm một chuyện, từng chuyện một. Những cái chuyện nào rất là quan trọng bây giờ mình phải tập trung vô làm chuyện đó trước. Phan Thiết đâu rồi mà các bạn ở Phan Thiết không ai lên tiếng hết? Bạc Liêu, có bạn nào ở Bạc Liêu không lên tiếng đi. Dán truyền đơn hai lần trong một khu phố thôi hả? Cộng sản sẽ theo dõi. Thì bất cứ lúc nào mình có thể làm được, cảm thấy đó là một cái cơ hội và an toàn nhất thì chúng ta làm. Nếu mà không an toàn không làm. Bất cứ mình làm cái gì thì mình phải tính toán cho kỹ. Nếu mà cảm thấy không an toàn thì rút lui. Cứ như vậy đó, mình phải bảo toàn lực lượng của mình. Thì cái lực lượng của mình hiện tại bây giờ đang rất là cần. Thành ra nếu mà mình cảm thấy ok, hôm nay mình muốn đi rải truyền đơn, mình có rất là nhiều truyền đơn rồi, nhưng mà mình muốn rải khu phố này, nhưng mà khu phố này hiện tại bây giờ không có an toàn, thì mình qua những cái khu phố khác. Đắk Lắk, ai ở Đắk Lắk nha, mọi người ở kia Đắk Lắk, Biên Hòa, Biên Hòa, Đắk Lắk. Các bạn đừng có quan tâm đến những người nào mà vô chửi hay là nói tầm bậy hết trơn, đừng có quan tâm. Là tự vì nó muốn disturb, nó muốn cho mình phân tán cái suy nghĩ của mình, với lại phân tán cái chú ý của mình thôi. Cứ để cho nó nói, một hồi nữa mình coi lại rồi mình sẽ block những cái người đó. Các bạn đừng có quan tâm những cái đó, không có đáng cho mình quan tâm đâu. Đà Nẵng, các bạn ở Đà Nẵng, nhiều người ở Đà Nẵng đã lên tiếng rồi. Rải đinh quốc lộ 1 cũng là một ý hay. Rải đinh quốc lộ 1, các bạn nếu mà có rải được đinh ở quốc lộ 1 á. Ok, ở trong đây hiện tại bây giờ có 4 bạn ở Sài Gòn hả? Sài Gòn mình đông dân lắm đó, 4 bạn ít quá. Ai làm công nhân ở quận Bình Tân lên tiếng. Có bạn ở quận Bình Tân, làm công nhân ở quận Bình Tân lên tiếng. Để các bạn có thể hội họp nhóm với nhau và đi uống cà phê kìa. Có ai làm ở quận công nhân ở quận Bình Tân lên tiếng. Bạn nói là mình nói là ở miền Bắc là hang, mình nói là cái hang là cái hang Bắc Bó đó bạn ơi, chứ không phải là hả miền Bắc miền, mình đã nói là mình không có phân biệt vùng miền. Hang có nghĩa là hang Bắc Bó đó, mà hang Bắc Bó nó tự đi ra nó cướp miền Bắc đó. Miền Bắc chúng ta đã bị cướp và hả là đã bây giờ là gần 80 năm rồi, 80 năm rồi. Là miền Bắc bị cướp 80 năm, miền Nam bị cướp gần 42 năm, 30 tháng 4 năm 2017 sẽ là 42 năm. Thành ra miền Bắc bị cướp rồi nó cướp miền Nam gần được 42 năm. Thành ra mà nó từ đâu ra cái hang, có hang là hang Bắc Bó đó, nó từ trong rừng nó chui ra, trong cái rừng đó nó có cái hang. Là cái đám bóp chu cộng sản ngày hôm nay nó từ cái hang đó nó chui ra đó. Bạn đừng có nghĩ là cứ bây giờ cứ lo là ngồi đó complain là phân biệt vùng miền, không có câu nói nào mình phân biệt vùng miền hết trơn á. Những cái khu nào mà mình có thể lấy lại được giờ phút này á chỉ là miền Nam Việt Nam lấy lại được thôi. Miền Bắc là tại vì nó đã chiếm mà nó đã lấy, nó đã chia ra từ năm 1973 thì là quốc tế đã công nhận như vậy rồi. Bây giờ hiện tại bây giờ chỉ có thể cứu lại được miền Nam Việt Nam mà thôi.
thì chúng ta phải tập trung nhau vô cứu là được dùng nào đó, rồi từ từ chúng ta mới tiến lên cứu thêm được cái dùng nào nữa. Chứ bây giờ chúng ta cứ rải rác ra mà không tập trung lại thì chúng ta là những cái chiến hữu bị rải rác ra thôi, chứ không có tập trung vô những cái chỗ nào được hết. Chúng ta phải tập trung vô một cái lực lượng nào đó thật là mạnh để chiếm lại được những cái gì đó, rồi từ từ chúng ta mới tiến lên chiếm những thứ khác. Chứ chúng ta cứ rải rác ra là lực lượng chúng ta càng ngày càng yếu đi. À, trận quốc lộ 20 nữa hả? Quốc lộ 20 nằm ở khúc nào? Mong hòa mình coi lại bản đồ. À, có nhiều người lên tiếng rồi, à, mình không thích làm nô lệ cho Trung Quốc. Mình không thích làm nô lệ cho Trung Quốc, mình là hãy thích thì nếu mà ai thích làm nô lệ cho Trung Quốc thì hãy chui vô hang lại, phải không? À, anh Bảo Tôn có lên tiếng như thế này: phải hành động đi các em, đúng ra cuộc sống của các em phải được sung túc như các bạn cùng tuổi của mình ở hải ngoại. Vì vậy phải đứng lên lấy lại những gì đã mất theo sức của các em. Các em làm được gì thì các em cứ làm. Thì chúng ta phải cùng nhau đứng lên để mà lấy lại những cái gì mà chúng ta nên có. À, lúc biểu tình thì chúng ta cần phải có nhiều các bạn trẻ có thể nào mà livestream, tụi nó sẽ phá mạng. Chúng ta phải tìm cách nào đó để mà không có bị đứt cái mạng, để mà để cho người nước ngoài họ có thể như là những cái người hải ngoại như vậy, mình có thể theo dõi được trực tiếp các bạn nha. Quốc lộ 9 hả? Một hồi chắc mình phải coi lại cái bản đồ quá. Bây giờ nói như vậy thì không có biết là cái khu vực nào với là khu vực nào. À, mình không có rành đường phố bên Việt Nam lắm. Để coi cái bản đồ đó nha. Chắc nãy giờ livestream cũng lâu rồi, mọi người cũng mệt rồi phải không? Chắc một hồi phải coi lại đó. Hiện tại bây giờ là mình rành nhất là cái quốc lộ 1. Bởi vì cứ nghiên cứu cái con đường quốc lộ 1 đó mấy bữa nay thì là rành nhất là cái quốc lộ 1. Chứ những cái khu khác thì mình không có biết là như thế nào. Nhưng mà nếu mà các bạn lên tiếng thì mình sẽ coi lại. Ok, có nhiều bạn đã lên tiếng rồi. Tầm 4-5 giờ chiều á, là dễ kẹt xe nhất. Thì những cái trường học công nhân tan ca ra á, thì là những cái lúc đó là mình có thể là lợi dụng cái cơ hội đó mà có thể làm trong những cái thành phố lớn. Rồi những cái bạn nào làm ở quốc lộ 1 thì cứ ra tay. Mình chia ra nhiều lắm, nhiều để mà làm. Đến khi nào thì các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp, vận tải, họ cũng chính là nạn nhân của đảng cướp sạch hàng ngày. Mọi người hãy kêu gọi họ rải đinh ở quốc lộ 1. Có rất là nhiều người kêu nói là rải đinh ở quốc lộ 1. À, các công nhân Việt Nam, kêu gọi những công nhân Việt Nam hãy đình công cho tê liệt khu kinh tế. Một khi chúng ta đã làm, chúng ta phải làm thiệt là mạnh, chứ bằng không là giống như là tụi nó cũng ngồi nó cười như nó ăn mừng khi mà nó chiến thắng chúng ta thêm một lần nữa. Dĩ nhiên là một lần, hai lần chúng ta không có đánh được, nhưng mà chúng ta sẽ có rút ra được nhiều, rất là nhiều kinh nghiệm, với lại tinh thần chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn, vì đã thấy rõ ra được cái bọn cộng sản Trung Quốc nó đàn áp người dân mình như thế nào, thì chúng ta phải rất rất là mạnh mẽ lên. À, đốt đồn công an, nhà cảnh sát, trụ sở cảnh sát, thì đó là một cái ý kiến rất là nhiều người lên tiếng. Ok, mình sẽ ngừng cái cuộc nói chuyện ở đây ngày hôm nay, và các bạn mong là các bạn nếu mà làm được nhóm phải lập ra cái mật mã riêng cho mình. Chẳng hạn như mình đã nói qua rồi, một tuần có 7 ngày thì chúng ta phải ra cái con số như là
cái con số nào đó hay là cái mật mã nào đó cho 7 ngày, rồi cái giờ mình có 24 tiếng đồng hồ thì mình phải lập ra được 24 cái chữ cái hay là 24 cái mật mã nào đó cho 24 giờ. Và những cái địa điểm nào mà mình muốn đánh phá đó, thì những cái địa điểm đó các bạn phải lập ra những cái con số hay là những cái chữ cái A, B, C, D rồi á mình làm ra. Rồi trong những cái trường hợp mà mình đã lập ra rồi thì chúng ta phải lập ra cái plan, là cái chẳng hạn plan thì mình có ba cái plan đi, là A, B, C, D chẳng hạn. Thì mình cái plan thứ nhất mà mình đã làm mà mình cảm thấy không có an toàn thì mình phải bước qua cái plan B, rồi plan C, mình phải có cái những cái plan như vậy. Thì mong là những cái bạn trẻ trong nước, những anh chị em trong nước phải cùng nhau đoàn kết lại. Chúng ta phải nhất định không mất Việt Nam vào tay Trung Cộng với lại Việt Cộng, mà nó đã đàn áp người dân chúng ta rất là nhiều rồi. Ngày hôm qua mình đã đọc vô một cái link nữa là ở Ấn Độ người ta cũng ngưng, muốn ngưng lại là không có cho nó đem tiêu, cà phê và những thứ khác vô nữa. Thì có nghĩa là những cái thứ độc hại, dòng nước đã rất là độc hại trong nước Việt Nam rồi, là những cái thứ mà mình có thể trồng ra được nó đã có nhiễm những cái chất kim loại hay là những cái chất gì đó độc hại mà những cái nước khác không nhập vô, là vì họ đã khám ra được đó là không có an toàn cho con người. Khi mà ăn uống vô đó thì ra tiêu, cà phê, những cái thứ đó đó đã không được nhập vô những cái thứ nước ở ngoài nữa rồi. Ngoài tôm cá ra thì bây giờ tới tiêu không biết khi nào mà mình phải nhập gạo vô ăn đó. Muối bây giờ mà nói tới muối thì mình sẽ nhớ mình mới đọc cái link ngày hôm nay, là Trung Quốc đã bắt hay là đã gom được 20.000 tấn muối từ Việt Nam. Thì tấn muối đó mình nghi ngờ là nó sẽ đem về lại Trung Quốc, rồi nó đóng hộp, rồi tháng tư này nó đem qua lại cho nước Việt Nam đó, nó bán lại trong nước Việt Nam. Thì người Việt Nam mình sẽ ăn lại những cái thứ độc hại từ nước mình đi ra, rồi nó đem ngược lại trong nước Việt Nam của mình. Một cái sự diệt dân tộc một cách im lặng như vậy, người dân chúng ta chưa có thấy. Nó diệt dân của mình không có tốn một viên đạn, không tốn một phát súng, không tốn một binh lính, mà chúng ta phải ăn vô mỗi ngày những cái chất độc hại như vậy. Vậy chúng ta không còn im lặng được nữa, hãy mạnh dạn đứng lên. Hẹn gặp lại các bạn vào một dịp khác, có thể ngày mai mình sẽ online tiếp tục, và mong rằng các bạn hãy thật là mạnh mẽ. Những cái truyền đơn đó hôm nay mình sẽ cố gắng viết lên, và nếu mà các bạn có thể thấy mình viết không có đủ hay thì các bạn có thể đổi và cho hình vô thêm nha. Bye bye.